Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch biểu mô nằm ở đường ruột. Đó là lý do hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch có mối quan hệ mật thiết và hỗ trợ lẫn nhau. Như vậy, để có đề kháng khỏe mạnh, cách đơn giản nhất là chăm sóc tốt cho hệ tiêu hóa. Hãy cùng VTV8 tìm hiểu các bí quyết để nâng cao sức khỏe tiêu hóa và gia cố hệ miễn dịch của cơ thể, nhất là đối với trẻ em, qua phóng sự sau đây, quý vị nhé. Mùa nắng nóng và giai đoạn giao mùa nắng mưa là thời điểm trẻ em dễ mắc các bệnh cảm vặt, nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp. Ghi nhận tại các bệnh viện nhi, lượng trẻ em đến khám, điều trị và nhập viện tăng cao dù mới chỉ bước vào đầu hè. Các bác sĩ lưu ý phụ huynh về tình trạng khá nhiều trẻ em mắc các bệnh lý tiêu hóa như tiêu chảy, nhiễm ký sinh trùng đường ruột, đặc biệt là những bệnh lý tưởng chừng chỉ có ở người lớn nhưng nay nhiều trẻ em vẫn mắc phải như viêm loét dạ dày, tá tràng. Do đó, bên cạnh các giải pháp phòng tránh nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, cha mẹ cũng cần chú trọng tăng cường sức đề kháng cho con trong mùa hè. Hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch có mối liên hệ chặt chẽ. Hệ tiêu hóa là nơi cư trú của quần thể vi sinh đường ruột khổng lồ và phức tạp. Khi tiêu hóa khỏe, đề kháng sẽ được tăng cường vì có khoảng 70% miễn dịch biểu mô tập trung ở đường ruột. Vậy là nếu hệ vi sinh mất cân bằng, sẽ gây rối loạn chức năng tiêu hóa cũng như miễn dịch tại đường ruột, từ đó ảnh hưởng tới sức đề kháng của chúng ta. Chăm sóc hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ giúp chúng ta nâng cao miễn dịch cơ thể và góp phần phòng bệnh từ xa. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh tham gia vào quá trình sản xuất các yếu tố miễn dịch cơ thể, bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tật. Tại Việt Nam hiện nay, các vấn đề về sức khỏe hệ tiêu hóa đang dần được quan tâm đầy đủ hơn. Ở hầu khắp các trường học, sữa chua, một món ăn bổ dưỡng cho hệ tiêu hóa, luôn là lựa chọn hàng đầu cho trẻ vào mỗi bữa phụ. Đối với những em bé này, việc được ăn sữa chua mỗi ngày không chỉ giúp cân đối, đa dạng chất dinh dưỡng cho cơ thể, mà còn giúp nâng cao sức khỏe đường ruột, bảo vệ hệ tiêu hóa khỏi sự tấn công của các tác nhân gây bệnh trong thức ăn cũng như môi trường, khí hậu. Đối với hệ tiêu hóa của trẻ mầm non thì nó rất là yếu, tại vì bản thân cái thể trạng của trẻ và cái thời tiết thay đổi làm cho trẻ sẽ có những cái biểu hiện về sức khỏe. Tuy nhiên về nhà trường thì luôn chú trọng cái chế độ dinh dưỡng cho các bé, đặc biệt liên quan đến vấn đề hệ tiêu hóa của trẻ thì nhà trường chú trọng sử dụng các cái sản phẩm để phát triển tốt các cái hệ tiêu hóa, ví dụ như sử dụng các cái thực phẩm về sữa chua, các cái thực phẩm về sữa chua uống nhằm giúp hệ tiêu hóa của bé được tốt hơn. Đồng thời thì nhà trường cũng hỗ trợ với phụ huynh để giúp phụ huynh lựa chọn thêm các cái thực phẩm và bổ sung cho bé ở nhà nữa. Sữa chua Vinamilk được lên men tự nhiên từ sữa nên giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe cũng như hệ tiêu hóa, giúp tăng cường sức khỏe miễn dịch. Vì 70% hệ miễn dịch biểu mô nằm ở đường ruột nên ăn sữa chua, nhất là khi ăn đều đặn mỗi ngày, sẽ góp phần nâng cao sức khỏe hệ tiêu hóa, miễn dịch, hỗ trợ tăng đề kháng. Cả hai bé nhà mình đều được cho sử dụng sữa chua Vinamilk sau khi mà bé được hơn 1 tuổi. Thì từ đó cho tới bây giờ thì mỗi ngày các cháu sử dụng đều đặn là một hộp. Thì cái ưu điểm đó là cái hương vị cũng rất là ngon mà cái giá thành nó cũng phù hợp. Và hơn nữa là nó hỗ trợ rất là tốt cho các bé trong cái hệ tiêu hóa. Khoa học đã chứng minh để chăm sóc tốt hệ tiêu hóa, cần đảm bảo ăn uống đầy đủ 4 nhóm chất: bột, đường, đạm, béo, vitamin, khoáng chất. Và đặc biệt là bổ sung sữa chua vào thực đơn mỗi ngày để tối ưu hệ vi sinh đường ruột. Vậy ăn sữa chua lúc nào thì tốt nhất? Nên ăn với lượng ra sao để đảm bảo hiệu quả? Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, mỗi người từ 1 tuổi trở lên nên ăn mỗi ngày khoảng 1 đến 2 hộp sữa chua. Nên ăn sữa chua trong vòng 1 đến 2 giờ sau bữa ăn, bởi khi đó dịch vị dạ dày ổn định và men vi sinh có trong sữa chua sẽ giúp lợi khuẩn phát triển tối đa, gia tăng hiệu quả hỗ trợ đường ruột, tăng cường đề kháng để bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật.